sữa nó có họa tiết quần ta báo như này, nhưng có màu sữa họa tiết là quần khác, chứ không phải là cái nào quần cũng giống nhau chị nhá. Được chưa? Đây chị cái hoa mai màu vàng màu đỏ đô có đơn này. Màu này em đang mặc là màu đỏ đô các chị gái ơi. 99k một bộ. Bộ này các chị dưới 1m70 mặc thoải mái cho em luôn, ok chưa? Rồi các tình yêu ơi, 99k một bộ. Đây là màu đỏ cho em này. Màu đỏ cho em này, màu này là màu các chị ơi. Nhanh tay thì còn chậm tay là 65 cân không vừa chị ơi. Bộ này em có size dưới 60 cân thôi này. Nhanh tay thì có chậm tay là hết luôn. Đây là màu xanh ngọc cho em, ok chưa? 99k xanh ngọc cho em này. Chị Nguyễn Lụa ơi, không biết em đã có ai gọi cho chị chưa? Nếu mà gọi rồi thì tức là đơn đã đi rồi. Còn nếu mà nhiều chị gọi không nghe máy thì nhà em không gửi được. Hai màu kèm số được chưa? Hai màu kèm số. Chị Yến Nguyễn ơi, lên lại cho em đi để em chốt lại nào. Nếu chưa có ai gọi thì lên lại số cho em. Đây là màu màu này, màu be cho em này. Lên lại cho em hai màu kèm số đi chị Yến Nguyễn ơi. Đây là màu be cho em, ok chưa? 99k một bộ, bao đẹp bao rẻ luôn được chưa? Hàng thiết kế chuẩn chỉ, em bên ngoài thị trường em đổ cho người ta bán giá 250-280. Hôm nay em bán ông giá lẻ rẻ nhưng giá buôn luôn, chị nào không mua cực kỳ tiếc. Ok chị Ngọc Anh Nguyễn có đơn, ok chị Hương Phát có đơn, ok chị gái Nguyệt Trần có đơn này. Đây là màu be cho em này. Màu be 99k chợ chất đây các chị ơi. Chất thì siêu mềm siêu đẹp luôn được chưa? Bộ lụa phối với chị nhớ. Quần màu nào thì là cái nơ và cái dây nó sẽ màu đó được chưa? Mỗi bộ là một cái quần khác nhau chị nhớ, nó không giống nhau được chưa? Cái áo này thì là áo trơn màu phối với họa tiết. Quần màu nào thì cái dây và cái nơ nó sẽ màu đó. Ok chị Nguyễn Lụa có đơn. Đây là màu be cho em. Màu này màu be cho em được chưa? Màu này là màu đen cho em các chị nhớ. Rồi màu này màu đen cho em. Và các chị lưu ý đây là cái fanpage. Cái fanpage thì em chỉ có duy nhất hai cái fanpage là Thu Hằng Thời Trang Đồ Bộ và La La Shop thời chuyên đồ bộ, được chưa? Nhà em chỉ có duy nhất hai cái fanpage này thôi. Hiện tại thì đang rất là nhiều nơi ăn gấp cái livestream của em để phát tinh tinh ý, thì các chị nhớ vào đúng cái fanpage của em để được mua được đúng cái hàng chuẩn nhất thì nhớ. Vì là rất là nhiều chị mua hàng ở nơi khác họ gửi cho những cái hàng không đúng được chưa? Nên các chị nhớ được chưa? Em chính là chính chủ cái fanpage này luôn được chưa? Là nhớ vào trong cái like của em, fanpage của em được chưa? Thu Hằng Trang Đầu Bộ. Rồi ok chị ơi, xinh một đen xanh ngọc có đơn. Ship đồng giá toàn quốc 30k. Hả? Okay. Em chỉ có duy nhất hai cái fanpage đó là Thu Hằng Thời Trang Đầu Bộ và La La Shop chuyên đồ bộ, ok chưa? Mua từ 5 bộ miễn phí ship chị gái ơi. Bộ này 5 bộ trở lên miễn phí ship được. Đây là màu đen cho em có tình yêu ơi. 99k một bộ, bao đẹp bao rẻ cho luôn. Đây là màu đen cho em chị nhá. 99k một bộ, đây là màu hồng cho em này. Màu này màu hồng cho em nha các chị ơi. Màu này màu hồng cho em. 99k một bộ, bao đẹp bao rẻ luôn. 99k một bộ, bao đẹp bao rẻ luôn. Đây là màu vàng cho em này. Màu này màu vàng cho em nha các tình yêu ơi. Màu này màu vàng cho em. 99k một bộ. Cái chị Nguyễn Thị Mai có đơn này. Hai màu kèm số, chị gái nào em không đọc tên vẫn lên đơn bình thường. Bởi vì hiện tại em đang live trên hai máy khác nhau nên là nhiều chị em chưa kịp đọc tên là đã trôi rồi. 99k một bộ. Đây là màu vàng cho em nha chị gái ơi. Màu vàng cho em, ok chưa? Màu vàng cho em này. 3 size XL từ 38 đến 60 cân các chị nhớ. Đủ size cho chị từ 38 đến 60 cân. Đây là màu đỏ cho em này. Ok chị gái Nguyệt Hương một vàng hồng có đơn, ok chị gái Thanh Trần một vàng một xanh có đơn. Hai màu kèm bổn hạ các tình yêu ơi. Hai màu kèm số duy nhất trong livestream này được chưa? Mặc siêu mát, siêu tôn da, siêu tôn dáng luôn. 180k giá bán tại cửa hàng hôm nay xả các chị sập sàn luôn. Còn 99k một bộ thôi. 99k một bộ và em bán từ hai bộ nha các chị ơi. 99k một bộ em bán từ hai bộ. Đây màu em mặc là màu đỏ đây. 99k một bộ, chị Lý Thị Lê ơi, 99k một bộ. Áo là chất lụa satin và quần là lụa họa tiết được chưa? Bao mát, bao đẹp, bao rẻ cho chị luôn. Ok chị gái Nguyễn Sinh một đêm một xanh ngọc có đơn. Các chị lên cho em hai màu kèm số được chưa? Đẹp lắm luôn các chị ơi. Cực kỳ là xinh luôn. Mặc bộ này mùa hè thì em nói thật không phải lăn tăn phải suy nghĩ gì. Ok chị gái Rose Nguyễn là màu hồng màu đỏ có đơn. Các chị gái Thu Thảo Đinh màu đen màu be có đơn này. 3 size XL cho chị từ 38 đến 60 cân, ok chị. 38 đến 60 cân các chị lên đơn cho em hai màu kèm số. Rồi bây giờ em sẽ qua màu tiếp theo chị nhớ. Em sẽ qua màu tiếp theo nhớ các chị nhớ. Em sẽ qua màu tiếp theo được chưa? 99k một bộ thôi các tình yêu nha. 99k một bộ thôi nha. Rồi em sẽ qua màu tiếp theo đó là màu be các chị nhớ. Em sẽ qua màu tiếp theo màu be, ok chưa? Em sẽ qua màu be các chị nha. Em sẽ qua màu be nhá. 99k bộ 70 cân không có size vừa rồi chị gái ơi. Em qua màu be các chị nhớ. Qua màu be, ok chưa? 99k bộ đợi em khoảng 30 giây sẽ qua màu be.